luôn, bao hàng, máy bao hàng luôn. Chết vô cùng chết. Hello mọi người, ủa điện thoại mẹ đâu rồi? Quên tự điện thoại bỏ đâu nữa rồi chứ. Sale mấy chị ơi, sale cuối tuần nha mấy bà ơi, sale cuối tuần. Hello mọi người. Hello mấy chị, đợi em xíu nha. Rồi em chia sẻ cái nha mọi người, mới vô cho em xin một hai lượt chia sẻ nha. Mới vô cho em xin một hai lượt chia sẻ nha mọi người ơi. Bữa nay là thứ bảy rồi, bữa nay em like, bữa nay ngày mai ngày thứ chủ nhật thứ hai em nghỉ hai à, thứ hai thứ ba em nghỉ hai ngày nha mấy chơi. Thứ hai thứ ba là em nghỉ cho nên em like bữa nay thứ bảy, ngày mai chủ nhật cái nữa là em nghỉ hai ngày. Rồi em xíu nha, em chia sẻ cái đông đông rồi em lên nha mọi người. Ủa sao máy mẹ hết pin nữa rồi sao? Dạ hello mấy chị. Máy trắng hả? Không, máy điện thoại của mẹ. Khách mới inbox số này thì chỉ qua tin nhắn giùm em nha. Bữa nay thứ bảy rồi mấy bà ơi, mình like like bữa nay một ngày, mai ngày nữa là thứ hai nghỉ. Ủa sao vậy, rồi ghi bình luận mà nó không vô luôn mới ghê chứ. Đi cha Ngọc, dạ em về, dạ em về đám giỗ chị ơi. Rồi mấy chế vô đông đủ cho nha, xả hàng nha mấy bà ơi. Em nói mấy chị này nè, cứ đặt hàng xong rồi chốt đơn ra bill xong rồi cái xả đơn hoài luôn, em không biết bị sao luôn. Mấy chị này kỳ quá. Khi mà mấy chị mua hàng á, thí dụ như em không biết vì cái lý do gì mà mấy chị không lấy hàng nữa thì mấy chị báo sớm giùm em. Ừ Ngọc ơi, giờ đơn hàng đó chị đặt mà giờ chị có việc hay gì em xả ra giùm chị đi. Chứ mấy chị toàn là đợi em ra bill chốt đơn xong hết rồi chuẩn bị đem cục hàng đi đóng rồi mấy chị mới nhắn tin. Mấy chị mới nhắn tin cho mấy chị báo đơn rồi mấy chị mới kêu là xả đi, mấy chị không lấy nữa. Trời đất ơi, vô tình khổ vô cùng luôn. Đơn hàng chốt cho mấy chị mệt cũng chết luôn vậy đó. Bây giờ có cái gì á, mình muốn cái gì á, mình có công có việc gì mình đừng có vô mình đặt. Mình đặt chi mất công sớm người ta bán rồi người ta hả soạn hàng chốt đơn cho mình rồi xong cái mình không lấy. Trời ơi, hai bao luôn, bữa nay xả ba bao luôn, xả tới ba bao luôn rồi nha mấy chị ơi. Xả trước tặng nha mấy chị trước nè, xả tặng trước nha mọi người. Áo này bữa hả, áo Quảng Châu này bữa hả bán cho mấy chị nhiều nè, có 20.000 sale, có 20 mà con áo Quảng Châu đẹp luôn, form gọng gãi y chang như là áo Thái luôn á. Sale luôn 15.000, xả luôn 15.000. Hàng em không có bán, mấy chị dành, mấy chị lựa xong rồi mấy chị xả cũng vậy à. Cuối cùng nhiều khi có món hàng bán hoài không hết, lý do là vậy đó. Cứ lựa được xong rồi xả, lựa được xong rồi xả. Lên cho em 15.000. Chơi toàn là chơi vậy không luôn. Mấy chị này mai mốt em cho vô danh sách đen hết.
chưa mua em không bán nữa đâu. Nguyễn Linh xe 15 nè. Em cho mấy chị vô danh sách đen cho mốt mấy chị khỏi đi mua hàng chỗ khác luôn. Hiền quá mấy chị ăn hiếp quá trời. Rồi lên cho em một con len nè. Khoác len cho em con len này thì em bán cho mấy chị 35 ngàn là lỗ banh xác luôn rồi. Không có sale cho mấy chị được 1 ngàn nào nữa luôn. 35 ngàn cho em con khoác len. Khoác len cho em đi 35 ngàn. Ra bill chốt bill hết trơn xong rồi mấy chịu nói là không lấy hàng. Rồi 55kg về lên cho em bộ TC màu đỏ nè. TC đỏ cho em 55kg về nè mấy chị ơi, sale cho mấy chị bộ này luôn đi. Xả luôn 50 luôn mà quá. Xả xua luôn á 50. Ai lấy đỏ comment đỏ cho em 50 ngàn. Lên cho em đỏ 50. Ai lấy đỏ 50 comment đỏ 50. Rồi lên cho em mẫu này là thiêu nha mấy chị ơi. Lên cho em bò này màu nâu đi, màu vàng nâu cho em 50 ngàn luôn, vàng nâu. Bò này 50, 52kg về luôn. Vàng nâu cho em đi 50 luôn. Cái này là thiêu nha. Mấy con ong này là thiêu hết nè. Vàng nâu 50 luôn đi. Bộ này mới vừa qua bán 55 ngàn, không 59 ngàn. Rồi bộ cô Tâm Quảng Châu nè, bộ Quảng Châu này sale luôn 55 ngàn Quảng Châu luôn nè, bộ này 55kg về. Bộ này 55kg về nha, sale luôn 50 ngàn. 50 luôn cho rồi đi, đen 50. Ai lấy đen comment đen 50 cho em. Đen 50. Đó, chị nào lấy đen comment cho em bộ Quảng Châu thiêu. Đen 50. Áo khoác len cho chị. Ok, chị Lê Bích Ngọc khoác len. Chán vô cùng chán luôn. Lựa chắc giùm em nha mấy chị ơi. Lựa cái nào chắc giùm đó. Giùm em đừng xả tới xả lui tội nghiệp em nha mọi người. Nâu cho chị Bùi Thị Hiệp nè, sale 50 ngàn nè. Đen cho Nguyễn Linh. Ủa coi lại chứ không phải là để cho chị hả? Em dục qua bên kia mất tiêu rồi chị ơi. Tí xíu em lên cái màu xám cho coi lại chị ơi. Chốt đơn mới dục qua bên kia rồi. Phát Lan nó bán rất là nhiều lần rồi. Bán vô cùng nhiều lần luôn rồi. Rồi đây còn bao nữa nè. Của hai con má này nữa nè. Lại luôn. Đơn hàng đâu có nhiều đôi, chốt từ trên xuống tới dưới à. Vô cho vô danh sách đen hết cho mấy mốt mấy shop kia thấy mấy má này né ra giùm. Rồi mấy chị lên cho em một cái set giùm đi. Im miệng lại. Đây mấy chị lên cho em một con set giùm nè. Con giùm này hàng lụa mango nè, siêu xịn luôn. Lên cho em con giùm 55kg về mặt đẹp cho em giùm. Đó. Lên cho em con giùm nha, 55kg về mấy chị ơi. Hàng lụa mango luôn. Em tặng cho mấy chị set này luôn 25 ngàn. Có thêm đây một cái băng đô nữa nè. Có thêm đây một cái băng đô nữa cho em 25 ngàn. Có khoác đốm nha. Hai mươi lăm ngàn cho em đi. Cái con khoác lên nó 35 ngàn. Em nói chị nhận hàng là chị chỉ có mê thôi. Thì khỏi lo hàng xấu đi. Rồi lanh lụa lửng cho em mấy chị ơi. Lanh lụa lửng 52, 53 ký về nè. Lanh lụa lửng nè. Tặng cho mấy chị luôn 49 ngàn lanh lụa lửng. Em hàng mấy cái hàng này bán 55 ngàn không đủ bán á. Đó. Dần giật lụa xong giờ phải ngồi xả dông mấy đứa này ra thiệt tình luôn á. Lên cho em lanh lụa lửng 49. Bán hoài bán không xong là lý do có những cái thành phần này nè. Rồi lên cho em bộ màu vàng. Cô Tông cho em nha. Bộ này bộ ngố 49 ngàn luôn. Ai lấy ngố comment ngố. Ngố vàng cho em 49 ngàn ngố vàng. Năm 2, 53 ký về cho em. Lên cho em bộ ngố vàng.
Ngố già quần có túi nha mọi người, sale luôn 49.000 ngố. Có những cái nhân vật này nè, mới có chuyện để nói nè. Sale 49 luôn. Lê tròn gì nè. Lê này lê méo quá chứ lê tròn gì. Rồi rồi em lấy cho chị rồi chị ơi. Em lấy cho chị rồi nha Bích Ngọc ơi. Rồi comment cho em ngố đỏ 50kg về ngố đỏ luôn. Ai lấy đỏ comment sale 49 luôn ngố đỏ nè. Tặng cho mấy chị 49.000 luôn. Ai lấy đỏ comment đỏ cho em 49.000 50kg về ngố đỏ. Ngố vàng em hết rồi. Còn bộ ngố đỏ 49. Đỏ 49 cho em. Đỏ 49 cho Nguyễn Linh nè. Đỏ 49 Nguyễn Linh. Bây giờ em lựa đơn. Chị Nguyễn Trang ơi, hồi tối em chưa chốt cho chị mã nào hết trơn á chị ơi. Chị lựa đi. Hồi tối hôm qua em đâu có chốt cho chị mã nào đâu. Chờ lựa đi. Em nói với chị mấy cái hàng này em đã bán không đủ bán mà dành dập đặt xong rồi mấy chị thả bên em. Trời ơi. Lên cho em một con quần công sở size M nè. Công sở size M nè mấy bà ơi. Đó hết rồi tình yêu ơi. Công sở size M cho em 50kg về. Tặng cho mấy chị luôn. Cái này em bị bơm cho nên em mới sale nha. 70.000 cho em. Hàng này em vẫn đang bán 75 á. Mà tại vì em bị bơm cho nên sale 70. Công sở size M 70.000. Bơm một đống luôn. Công sở M 70. À công sở L một cái anh. Ủa hai cái size M hết hả ta? Hai cái M hết mấy bà ơi. Hai cái công sở size M hết. Sale cho mấy chị nha, 70 quá, giá này là giá em sale á. 70.000. Hai cái luôn size M. Ôi lựa gì hai cái giống nhau luôn vậy ta. Quần u mày đẹp lắm chị. Ờ ok, Phương Dung vỏ nè. Với size này size M nha chị Phương. Phương Dung vỏ 70. 70 là giá em sale nha, 70 là giá em sale đó. Hàng này em vẫn đang bán 75 á, tại vì em bị bơm cái này đó. Thái Phương Nguyễn nè. 70 nè. Bị bơm một đống luôn chứ không phải đơn giản đâu mấy bà. Trời ơi, nguyên bao hàng đó mấy chị. Nguyên bao hàng cho nên em xả cho mấy chị luôn á. Công sở M hết rồi. Dạ. Tại vì em báo trước em sợ là chị không có nghe sai á. Lên cho em lanh lụa công sở em còn nhiều lắm. Công sở em vẫn đang đi hàng 75 á. Mà tại vì cái này bơm cho nên bán cho mấy chị là 70 á. Lanh lụa mấy chị ơi, 50-52kg. Trời ơi, chuyến mưa quá trời rồi, xui coi kìa, đây nó lụa hết trơn rồi kìa. Lên cho em lanh lụa size này là size 52kg về cho em. Em sale cho mấy chị luôn lanh lụa nha, 49.000 thôi. 49.000 cho em con lanh lụa. Bộ này em đang bán 69 á, giờ sale 49 á. Rồi mấy chị lên cho em một con quần đuổi nè mấy chị ơi, quần đuổi ống suông cho em. Quần đuổi ống suông có hai túi cho em 55kg về sale cho mấy chị quần này luôn 25.000. 25.000 cho em quần đuổi. Ai lấy trắng comment trắng cho em 25.000 trắng. Tí xíu em sale áo thái nha mấy chị ơi. Áo thái em bữa giờ em chưa có like áo thái cho mấy chị. Tí xíu em xả áo thái cho mấy chị nha. Rồi lên cho em bộ TC nè, 50kg về TC cho em. Bộ này bộ lửng, bộ này bộ 7 tóc. Lên cho em bộ TC nha, xả luôn 50. Tặng luôn cho mấy chị 50.000. Lên cho em bộ TC tím 50 cho em. Ai lấy tím comment cho em màu tím 50.000 màu tím. Màu tím cho em 50. Rồi lên cho em một con bô rip mấy chị ơi, bô rip đá nha mọi người. 55kg về bô rip đá kiểu cho em sale luôn 45.000. Bô rip kiểu.
Chị nào lấy comment cho em kiểu 45.000 kiểu Linh Nguyễn. Linh Nguyễn. Còn chị ơi, đơn chị còn nha, lựa thêm đi mai em chốt. Comment cho em bô rip áo trắng, áo trắng 45. Trắng 45 giùm em đi. Lụa em mờ, chị nào lấy bộ lụa em mờ comment sale luôn 69.000. Comment cho em lụa size M 69 luôn đi, 69.000 mấy bà ơi, M xả tặng luôn á. Comment cho em lụa M 69. Nếu mà em chưa chốt, có thể là em thấy ít em chưa chốt á. Còn bà nào mà đơn nhiều nhiều đủ đơn là em đã chốt hết rồi. Nhiều khi em thấy ít á, em muốn để cho mấy chị lựa thêm á. Nhiều bà thì để cho lựa thêm thì không chịu. Còn nhiều bà thì chốt á, thì kêu là xong để đi lựa thêm. Nó cũng tùy mấy chị, nếu mà đơn hàng mà nhiều rồi á, thì em chốt. Còn ví dụ như đơn hàng trăm, trăm mấy rồi em thấy ít quá thì em chưa chốt thôi. Trời trời, sao tôi bán cho nhỏ này nhiều dữ vậy trời. Thả hoài không hết trời. Rồi em còn một chục chip nha. Chị nào lấy chip comment 65.000 còn chục chip. Một chục chip 65.000 cho em. Rồi áo thái nè, áo thái phông rộng đi. Áo thái phông rộng cho em 35.000 luôn. Thái rộng em sale 35.000 cho chị bộ đồ lụa. Thái rộng cho em 35.000, 65kg về. Lụa 69 cho chị Lê Bích Ngọc, size này size M nha chị, 52kg về nha. Sale luôn cho chị Lê Bích Ngọc nè. Hàng này 90 á, sale 69 á. Ok chị nè. Rồi một bộ lụa đuôi. Lụa đuôi này size 2X cho em 60kg về lụa đuôi nè. 57-58kg về đi. Lụa đuôi này size 2X nha. Xả luôn đi 50.000 luôn. Xả cho mấy chị lụa đuôi 50. Đuôi 50 giùm em. Lụa đùi 50. Đây em còn bộ đen 50 nè. Bộ Quảng Châu nè. Ai lấy bộ Quảng Châu comment cho em 50.000. Bộ Quảng Châu 55kg về 50. Bộ này sale luôn 50.000 luôn cho chị Tú Anh Quỳnh nè. Xả cho hết cho rồi. Dạ hết rồi chị Thùy Linh ơi. Lên cho em bộ Quảng Châu đi. Sale 50 luôn đi. Còn bộ nè 50.000. Mấy bà bơm tôi quá, tôi đau đầu luôn. Phát gân không có nha. Nguyễn Văn Bạc này là ai tôi quên nữa rồi. Comment cho em bộ Quảng Châu màu đen sale 50 luôn. Rồi lên cho em ba lỗ đi mấy chị ơi. Ba lỗ nam nè 65kg về. Ba lỗ thái nam cho em 65kg về. Xả luôn 25.000. Xả luôn 25. Comment cho em số 1 25.000. Này số 2 đi 25.000 luôn. Áo ba lỗ nam nha. Vải mát lạnh luôn 25.000. Cho em đây em có cục áo này tặng cho mấy chị đẹp nè. Chị Thùy Linh ơi, lấy luôn hai cái đi chị Thùy Linh. Con này em bán 35 á, nay em sale 25 á. Áo thái ba lỗ nam á. Đẹp lắm chị. Em sale 25.000 á chế ơi. Hai mẫu mà. Em cho chị nè, về cho chị bán cho đã. Sale 25.000 á. Rồi mấy chị lên cho em áo này bán tặng cho mấy chị nè. Nhớ chia sẻ giùm em nha. Chia sẻ mới có tặng nha. Chia sẻ mới có tặng cho em áo gân này mấy chị ơi. Con gân này mấy chế mặc vô cùng xinh đẹp luôn. Đây 50kg về cho em một con gân. Tặng cho mấy chị luôn 9.000. 9k cho em. Chị nào lấy comment cho em 9k. Form này mấy chị mặc form vừa vừa, không lửng mà không dài luôn. 9k cho em. 9k. Chị nào lấy màu gạch comment màu gạch cho em nè. Nhiều màu sale 9k luôn. Màu gạch nè. Màu tím nè. Màu cam. Màu xanh, màu vàng. Đó.
Em sale cho mấy chị 9k, comment màu cho em đi. Vừa bán vừa tặng luôn. Màu vàng, màu xanh, màu cam, màu tím với lại màu gạch, 9k cho em. Trời ơi con này mặc quá xinh luôn. Tặng cho mấy chị đó. Comment màu giùm chị đi em yêu. Lấy màu gì comment cho tôi mấy bà ơi. Màu gì comment cho tôi. Sale tặng 9k. Con này quá đẹp luôn. Tặng nha, nhớ cho em xin một nút chia sẻ nha mọi người. Ngân Mai nè, 9k nè. Comment màu đi, lựa màu đi cho nó, lựa màu đi cho nó vừa ý mấy bà ơi, lựa màu đi. 9k cho em, cái màu đi chế. Là 5 cái 5 màu hả? Đẹp Nguyễn lấy mấy cái. Chị Nguyễn Ngọc còn mấy cái, còn hai cái áo lót bên em nha chị Nguyễn Ngọc. Chị Nguyễn Ngọc lựa thêm đi để mai em chốt đơn chị nha. Áo body 45 cho chị Tuyền Thanh nè. Cho Điệp Nguyễn cái nha mọi người, cái đi. Điệp Nguyễn cái 9k nè. Đẹp Nguyễn cái nè. Vàng cho chị Thái Phương Nguyễn cái nè. Dạ người cái đi chị ơi. Chia ra người cái nha chị. Vàng cho chị Bùi Thị Hiệp nè. 9k cho chị 5 cái đây nha chị. Chị Nguyễn Ngọc ơi, 5 cái 5 màu nha. 4 cái đi. Chị Nguyễn Quanh còn một cái màu cam nha. Rồi còn lại là cho chị Nguyễn Ngọc nha. Chị Nguyễn Quanh một cái màu cam, còn lại 5 cái đó chị Nguyễn Ngọc ơi. 2, 4, 5 nè. Dạ tại vì chia ra cho một người ít đi chị. Rồi cho chị 5 cái. Hết rồi, hết rồi chị Phụng Lai Kim ơi. 1, 2, 3, 4, 5 cái nè. Dạ cho người miếng nha chị. Chị Nguyễn Ngọc còn 5 cái nè. 5 x 9 nè. Cái đó là em tặng đó. Dạ rồi, hết mấy chị ơi. Đợi xíu đi. Cái lô ba lỗ nam này 25.000 em còn đây mấy cái nè. Cái áo Thái Nam này còn mấy cái nè. Có chị nào lấy Thái Nam comment cho em 25.000 luôn. Xả luôn 25.000. Áo này đang bán mấy chị là 39.000 đó. Bây giờ sale luôn 25.000. 25.000 cho em. Áo ba lỗ nam cho em 62-65kg về luôn. Hay nha. Sale cho mấy chị luôn 25.000. Comment cho em màu trắng 25 cho em trắng. Nhanh tay mấy chị ơi, lô con này là con Thái Nam ba lỗ. Nè màu trắng. Đó. Chị nào lấy trắng trắng chữ vàng comment trắng chữ vàng, còn cái này là trắng chữ đen. Ai lấy trắng chữ vàng hoặc trắng chữ đen comment cho em sale 25.000. Con này mà thiệt chứ mấy chị, mấy ông nam mặc là mát lạnh luôn. Mấy ông nam mặc là mát lạnh luôn. 25.000 cho em. 25.000. Dạ 62kg về. Ông nào mấy 65kg. Form này rất dễ mặc luôn. Quên em lấy hai cái cho ông chồng em. Đó. Bao xinh luôn. Chị nào lấy trắng comment cho em. Áo ba lỗ nam sale 25.000. Sale tặng á, bữa nay là em xả tặng á. Rồi chị Linh, Thùy Linh nãy em lấy cho chị hai cái rồi. Em lấy cho chị Thùy Linh hồi nãy hai cái trắng rồi, một cái chữ đen, cái chữ vàng rồi chị. Hai màu vàng nè. Cái này mấy chị nữ mình mặc được luôn. Thí dụ mấy chị nữ mình thích mặc rộng rãi thì lấy con này mặc luôn. Giải rất là đẹp luôn mấy chị, 25.000. Giải rất là đẹp luôn, 25.000 thôi. Trắng chữ đen còn cái chị Hoa Võ nè. Giá này là giá bữa nay em xả tặng luôn rồi đó mấy chị. Áo này em bán 35.000 lần đó. Cái này là mấy bà nam, mấy bà nữ mà muốn mặc rộng rãi thì cứ nhà chồng vô mặc cho mát thôi. Vải đẹp lắm luôn, 25.000. Rồi em có màu trắng, màu vàng và màu hồng ruốc. Ba màu. 25.000. Cho em trắng vàng và hồng ruốc. Trắng cho chế Thái Phương Nguyễn nè. Trời mặt đã lắm, 25.000.
Dạ, một trắng một hồng đẹp lắm, 25 ngàn. Mấy chị mua đi, vải mát lạnh luôn, vải đẹp cực kỳ luôn á. Dạ rồi. Dạ 65 kg về, 65 kg về. Ma màu cho em trắng vàng và hồng ruốc. 65 kg mấy chị ơi, trắng vàng hồng ruốc cho em. Ba lỗ nam giùm em. Ba màu. Sale cho mấy chị, cái này na nữ mình 65 70 kg mặc được luôn. Chút đào nè 25 ngàn thôi, lụm lẹ luôn mấy bà ơi. Giá này giá em sale rồi nha. Bộ em mặc 69 ngàn Latin 69. Bộ em mặc là Latin 69 ngàn Latin tiểu thư 69. Ai lấy áo ba lỗ nó comment cho em nha, ba màu nha mọi người. Trắng vàng hồng cho em 60. Trắng vàng hồng ruốc 25 ngàn giá em sale. Vàng và trắng sale 25 ngàn. Ok chị Thu Hà, 25. Dạ rồi. Ai lấy nữa comment mấy chị ơi. Còn có vài cái à. Còn có 5 cái à mấy chị. Vải đẹp lắm. Còn có 5 cái à. Có ai lấy thêm comment cho em nha. Trắng vàng hồng ruốc. Ai lấy thêm lấy giùm em ba lỗ thái nha mọi người. Vải cực kỳ đẹp luôn, phơm to luôn mấy chị ơi. Phơm to luôn, ba lỗ vải đẹp lắm, 25 ngàn. Cho chị Phụng lai kim nè. Trắng nè. Lấy em một bộ màu y vậy 50 kg, 50 kg mặc giống em á chị ơi. Chết cha em bị nổi cái gì rồi. Nó một nước rồi nè. Nguyễn Trang bộ Latin xanh dương em mặc hả? Bộ treo 85 ngàn 3D. Rồi em còn mấy bộ nha, có ai lấy thêm lấy nha mọi người. Đây em còn một cái áo thái nữ phom rộng 65 kg nè. Áo thái nữ phom rộng cho em 65 kg, xả luôn 35 ngàn. 35 ngàn cho em. Chị nào lấy trắng rộng comment cho em. Trắng thái rộng sale 35 luôn. Trắng thái rộng 35 ngàn. Bộ của em mặc có nhiều màu lắm nha mấy chị. Bộ em mặc nhiều màu lắm nha. 69 ngàn Latin đùi. Latin đùi cho em. Latin đùi cho Nguyễn Trang nè. 69. Nguyễn Trang hôm qua mới vừa inbox thông tin qua cho em á, phải không chị? Áo thái 35 cho chị Thu Hà Lê Thị nè. Khách mới inbox số điện thoại thì chỉ qua Messenger giùm em nha. Inbox thông tin vô trước giùm em nha, rồi lựa nha. Đây Latin em mặc nhiều màu nha mấy chị ơi, sale 69 ngàn. Form 55 56 kg đổ về cho em. 55 56 kg đổ về nha, Latin đùi 69 ngàn. Trời ơi, bộ tiểu thư này tao bán cả 100 ngàn đó mấy bà. Em bán mấy chị 69 nè. Rất là xinh luôn, 69 ngàn màu hồng cho em, màu hồng. Ai lấy hồng comment hồng cho em 69 ngàn. Latin đùi. Rồi mấy chị lên cho em nha. Màu hồng nè. Màu đen nè. Ôi có pyjama trong đây luôn, 69 ngàn cho em. Đẹp lắm mấy chị ơi, màu đen nè. U cha đẹp dữ vậy. Ô ôi Latin đẹp quá mấy chị ơi, 69 ngàn cho em. Hồng cho chế Thùy Linh nè. Quá đẹp, bữa giờ em không có like tới cái hàng này hết. 69 ngàn, ừ 50 kg mặc như chị 50 kg nè. Rồi comment cho em màu hà đen. Trời ơi xinh quá mấy chị ơi, Latin, Latin cho em. Ai lấy đen comment đen, 69 ngàn cho em màu đen. Màu đen 69k màu đen.
Satin vải mướt mượt rồi mấy chị ơi. Màu đen, cho em màu đen này là satin nè. Màu đen này là satin nè. Đây satin nữa nè, có satin trong đây nữa. Đây có satin trong đây nữa mấy chị ơi, màu xanh dưa, màu xanh đậu. 55kg về cho em xanh đậu. Chị Louis Hồng là ai vậy ta, khách mới hả chị? Louis Hồng ơi, chị là khách mới hả? Khách mới inbox số điện thoại địa chỉ giùm em nha chị đẹp ơi. Comment cho em màu, màu xanh đậu, xanh đậu. Em xem mấy chị 69.000 con satin này quá đẹp luôn. Chị Louis Hồng inbox số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Louis Hồng nè. 69 nè. Inbox số điện thoại địa chỉ giùm em. Xanh đậu cho chị Thùy Linh, satin đùi 69. Thùy Linh Đồng Tháp nè. 69 nè. Đen hết rồi tình yêu ơi, hết xanh đậu rồi mấy chế ơi. Trời ơi cái cục này sao mà đẹp dữ vậy không biết. Còn quần u mì, dạ còn u mì bao la chị ơi. Chị muốn mua dài. Comment cho em màu xám. Lên cho em màu xám mấy chị ơi, satin nha. Quần này không phải là quần đùi, quần lỡ lỡ á, mà bán có 69 ngàn á. Lên cho em màu xám, satin đùi. Màu đen hết rồi. Màu xám cho em. Màu xám, đợi tí xíu lên mẫu khác cho bà ơi. 69 ngàn màu xám cho em. Lên cho em màu hồng ruốc. À kim là ít chưa có đơn nha. Comment cho em màu hồng ruốc nè. Trời xinh quá, màu nào không đẹp mấy chị. Công nhận đúng là satin có khác thiệt. Chị nào lấy màu ruốc, comment màu ruốc cho em. Màu ruốc giùm em nha. Satin 69 ngàn màu ruốc. Màu xa, màu xám, màu ruốc giùm em. Hai màu xám, có hai bộ màu xám nha. Màu đỏ đô. Đỏ mặn á mấy chị ơi. Satin cho em 69 ngàn. Comment cho em đỏ mặn nè. Giải quá trời đẹp luôn. Đỏ mặn, đỏ mặn. 69 ngàn cho em đỏ mặn. Đỏ cho kim là ít. À hai bà chung phải không? Ok. 69. Đỏ em hết đó chị Thùy Linh ơi. Đợi xíu em còn nhiều bên đó lắm. Đợi từ từ em lấy qua em sale cho. Rồi comment cho em màu xanh đậu. Xanh đậu, xanh đậu mấy chị ơi. Xanh đậu cho em. Ừ chị biết rồi, chị biết rồi. Comment cho em xanh đậu. Ý là hồi nãy giờ em chưa có mua á, cho nên bạn kia nói là chung đơn với em, chị mới nói là em chưa có hàng. Ý là chưa có mua đơn mới á. Xanh đậu cho em. Louis Hồng nè. Ok nè. Sao chín. Xanh đậu em hết rồi. Đây màu đen, màu đen. Màu đen kia hết rồi em, màu đen kia chị kia lấy rồi. Comment màu đen cho em. À ok em. Comment cho em màu đen, màu đen cho em màu đen. Nhưng mà có chốt hai bộ cute cho em rồi mà. Comment cho em màu đen. Ai lấy đen comment đen cho em. Cái đó là satin. Bây giờ qua latin nè. Latin là hồng ruốc cho chị Nguyễn Quanh nè. Trời bộ này mấy chế mặt đẹp lắm luôn. 69 ngàn. Đen cho Nguyễn Trang nè. 69 ngàn thôi.
uống nước đi con, cái bình nước đặng á. Nước uống đi. Rồi bây giờ lên Latin cổ tiểu thư em mặc nha. Trời đẹp quá. Latin cổ tiểu thư em đang mặc. Cái này là Latin cho em 69 luôn. Cô Satin hả? Satin em đang mặc nha mấy chị ơi, 69 luôn. Sorry mấy chị lộn, cái này là Satin. Satin chứ không phải Latin. Đây. Chế nào lấy xanh đậu, comment xanh đậu cho em. Firm này 55kg về thôi mấy chị, 55kg là mặc đẹp cho em luôn. Lên cho em xanh đậu nè. Xanh đậu giùm em nha. 69.000 con Satin đùi. Xanh đậu giùm em. Mời bộ có sĩ không? Không em ơi. Chị là bán lẻ là giá siêu rẻ luôn rồi. Nhiều khi mấy bà nhập sĩ chưa được cái giá này nữa. Rồi lên cho em màu hồng. Mấy chị em cho mấy chị đi hỏi sĩ mấy cái bộ Satin tiểu thư này nhiêu tiền biết liền. Rồi màu hồng cho em. Em bán lẻ có 69.000, em cho mấy chị đi hỏi sĩ luôn á. Mấy chị nhập đi để mấy chị biết em bán rẻ cỡ nào. Lên cho em màu hồng mấy chị ơi, màu hồng. Satin tiểu thư đùi cho em. Sĩ là phải 7x. Bao cho mấy chị đi mua đó. Thanh Hà Lê Thị ơi, khách mới inbox số nào địa chỉ qua giùm em đi chị ơi. Chị là khách mới á, phải có thông tin bên em mới làm đơn được nha. 69. Hoặc là không thì chị lên số điện thoại giùm em để em ngày mai bên em kết bạn Zalo chốt đơn. Xanh biển cho em. Trời ơi bộ nào đưa ra mấy chị nhìn nè. Đẹp hú hồn luôn mấy bà ơi. Nè. Lên cho em con xanh biển nè. Satin vậy mới đúng chất chứ mấy chị. Con form này là quần form vừa cho em, không phải là quần đùi sát háng luôn á. Lên cho em xanh biển, xanh biển. Thanh Hà Lê Thị. À không lẽ chị em với chị Thu Hà Lê Thị hả? Sao tên hai bà giống nhau quá vậy? Sao chín. Bên em là bán lẻ là giá tốt nhất luôn đó mấy chị. Em nói thiệt luôn á, mấy chị có thể dò giá thử đi. Em bán lẻ mà giá rất là rẻ luôn. Xanh biển hết rồi, xanh riêu cho em, xanh riêu. Xanh biển còn mẫu khác hả chị Diễm ơi? Hai xanh biển em còn nè. Hai cục này giống nhau à. Xanh biển cổ kia màu xanh đây. Xanh biển cho chị Diễm Nguyễn nè. 69.000. Riêu giùm em, riêu này là riêu 1 nha, riêu 1 đi. Riêu 1 là cái cổ màu xanh đậu. Đó. Cái này cho chế Thùy Linh là 69.000. Mấy chị nhập sĩ con này mà từ 20 bộ tới 50 bộ là phải là 7x. Tại vì em là chùm về bên này cho nên em biết mà. Còn em bán mấy chị lá lẻ ra là chỉ có 69 thôi, vẫn rẻ hơn mấy chị đi nhập sĩ. Tại vì em bán như là kho cho mấy chị luôn á. 69 nè. Ok con xanh đậu này hồi nãy cho chị Thanh Hà Lê Thị nè. Thanh Hà Lê Thị nè. Nhớ inbox số nào địa chỉ qua Messenger giùm em nha chị ơi. Với inbox qua Messenger cho em cũng được nha. Nếu như mà em mai em làm đơn kịp á, riêu 1 hết rồi nha. Lên cho em con riêu 2 đi. Riêu 2 đi, riêu 2 là cái cổ màu cam nè. Tại vì nó trùng màu nhưng mà nó nhiều hình. Trời ơi xinh lắm mấy chị ơi, phối dễ thương cực kỳ luôn. Ai lấy riêu này comment riêu số 2 cho em, 69.000 satin đùi. Riêu số 2, số 2. 69.000 là giá em bao cho mấy chị luôn rồi, đừng suy nghĩ gì nữa. Thiệt luôn. Mấy bà sĩ mua thì biết mà. Rồi mưa tới.
Riêu 269 em hết riêu rồi chị ơi. Rồi lên cho em xanh đậu đi. À xin lỗi, xanh đen đi. Xanh đen này khác mẫu em mang mặt nè. Xanh đen này cổ màu xanh đậu nè. Comment cho em xanh đen. Em bán với chị 69 ngàn thôi. Xanh đen nè. Satin đùi có túi đàng hoàng siêu đẹp luôn. Xanh đen cho em. Ai lấy xanh đen comment xanh đen. 69 ngàn xanh đen. Đây. Xanh đen này em có 2 bộ đó. 69 ngàn. Đẹp lắm. Đây một em xanh biển nè. Xanh biển này cổ xanh biển luôn nè. Dạ 55kg rồi cô Hoàng Nguyễn ơi. Size này nhỏ chế ơi. 55-56kg thôi. Xanh biển cho em. Xanh biển. Xanh biển. Mưa quá trời luôn rồi. Xanh biển giùm em mấy chị ơi. Em khỏi giờ mình dở ra nha mấy chị. Coi màu giùm em cho nhanh nha. Màu đỏ nè. Màu vàng. Màu đỏ màu vàng cho em. Em khỏi dở nha mọi người. Xanh biển cái thoa kim nè. 69 nè. Màu đỏ màu vàng cho em. Màu vàng. Màu vàng màu đỏ. Màu xám. Màu hồng. Màu đen. Đó. Thế nào có lấy thêm comment cho em nha. Màu đen nè, màu hồng nè, màu xám, màu đỏ và màu vàng. Thế nào có lấy thêm màu gì thì comment giùm em. Áo ba lỗ màu hồng ruốc hả? Dạ ok chị. Ok chị Thu Hà Lê Thị nè. 25. Xanh đen giống chị mặc. Xanh đen chị mặc. Không có em ơi. Không có xanh đen chị mặc nha. Xanh đen toàn mẫu cổ màu xanh này thôi. Xám cho chị Thanh Hà Lê Thị. Xám. Lấy xanh đen này giùm chị nha. Đẹp mà, trời ơi, nó phối dễ thương lắm. Hoa kim này đẹp lắm cưng ơi. Y chang nhau thôi. Xám hình con gấu. Đây chị ơi. Trời ơi, satin này xinh lắm mấy chị ơi. Xinh cơm ngọt canh luôn. Bán cho mấy chị là 69 ngàn thôi đó. Xanh cơm ngọt canh luôn. 69 ngàn. Đây. Chế nào lấy đi comment satin đùi cho em. Mới về luôn. Lô này mới vừa về sáng luôn. Cho chị Tú Anh Quỳnh nè. 69k giùm em. Ok. Rồi màu vàng, màu đỏ, màu hồng. Trời ơi bộ màu hồng này tươi xanh luôn mấy chế ơi. Bộ màu hồng nó tươi xanh luôn mà. Trời ơi màu hồng của tôi nó đẹp như vậy. Đợi chị xíu chị coi màu xám còn bản không. Trời ơi màu hồng nó tươi xanh luôn. Màu hồng mẫu bé mèo. Ai lấy hồng comment hồng cho em. Mấy chế ơi cái bộ hồng này mấy chế mặc vô như công chúa luôn nè. Đây. Lên cho em màu hồng đi mấy bà. Tại sao có thể bỏ sót một cái em màu hồng đẹp như vậy. À, màu hồng, màu vàng, màu đỏ, màu đen. Đây có đen gấu nữa nè. Có đen gấu nữa nè mấy chị. Rồi xinh lắm, xinh lắm. Màu đen cho em mấy chế ơi. Màu đen ok chị.
đen comment đen giùm em nha. Hồng cho chị Thanh Hà Lê Thị nè, đặt chắc giùm em nha mấy chị. Ủa Thoa Kim ơi, có bộ xanh giống chị mặc nè Thoa Kim, để chị lấy bộ kia ra cho em nha, quên nữa. Nè có bộ chị đang mặc nè, quên quên đi, chị chốt bộ này cho. Hồi nãy chị không thấy, chị tưởng hết rồi. À nhà có rồi, để tôi coi coi cái màu xám nó còn không nha. Màu xám còn cổ pyjama nè. Cái màu xanh xanh ngọc này em còn cổ pyjama nha. Xanh ngọc này còn cổ pyjama nè. Chị nào lấy xanh ngọc comment cho em xanh ngọc. Có ai lấy xanh ngọc comment cho em. Xanh xám á mấy chị, em hay kêu màu này là màu xanh xám á. Đây em còn bộ xanh xám nha. Còn bộ xanh xám đó. Để chị kiếm. Dạ không, cái này không tới 65kg đâu chị ơi. 65kg bây giờ chỉ có bộ thun Quảng Châu với là bộ lụa 4X làm mới có 65kg. Đợi em tí xíu đi, em kiếm bộ màu xám cho con bé này. Xám gấu hả? Chị hết xám gấu rồi, chị còn xám này được không Thoa Kim ơi? Xanh. Xanh gì vậy ta? Em mới cầm màu xanh gì à? À, xanh ngọc phải không? Xanh ngọc, xanh ngọc. Cho chị Diễm Nguyễn nè. Bọn này xe 69 nè, mấy trái không mua nó. Ủa, xỉu luôn. Xanh xám á. Chị còn bộ xám này nha, đỏ đô. Chị còn bộ xám này nè Thoa Kim. Xeo áo thái cho mấy chị nha, áo thái còn nhiều quá. Còn màu xám này được không mấy chơi, màu xám. Em còn màu xám này nha. Đó. Chứ nào lấy xám comment xám cho em. Đẹp lắm, 69.000. Xám cho Thoa Kim nè, rồi ok em nè. U mì em la mấy bữa nay nhiều quá trời luôn rồi. Đỏ đô. Trời ơi, lụm đỏ đô đi. Còn đây màu đỏ đô nữa nè mấy chị. Đỏ đô cho em, nãy giờ là đỏ tươi nha. Con này là đỏ đô giùm em, đỏ đô. Anh lấy đỏ đô, còn em đỏ đô. Em lên luôn lô 3D 2X đi cho mấy chị nè. Đỏ đô giùm em, đỏ đô. 65k. Ủa lộn, 69k. 69k satin tiểu thư. 69 luôn. Đỏ đô. Ok Thoa Kim nè. Rồi. Đỏ đô còn bộ, đỏ tươi còn bộ, xanh đen còn bộ. Rồi qua. Mấy chị coi áo thái không, hay mấy chị muốn em sale cái gì? Ai muốn em coi gì nói đi, em lên cho em. Em định sale áo thái đó. Ờ quên, em còn một mớ áo giấy nè, để xả rẻ cho mấy chị về bằng. Áo giấy mấy chị ơi. Áo giấy cho em đi, xả cho mấy chị luôn áo giấy nè. Áo giấy cho em 35.000 nè. Con áo này là mặc là bao mát luôn. Áo giấy cho em mấy chị ơi, áo giấy, áo giấy. Thôi bữa nay xả cho mấy chị 29.000 đi. 29.000 cho em màu nâu. Áo giấy cho em 29.000 màu nâu cho em. Ờ quên nữa. Khoác size 50kg đúng không? 50kg mặc size số 1 giùm chị nha. Khoác lớn cho em, size số 1 là 55kg đổ về. Bữa nay em sale cho mấy chị
khoác đến đây 100.000 cái nè, xả luôn. Nâu này 29, áo giấy em sale 29 luôn á. Thanh Hà Lê Thị nè, sale luôn 29.000 nè. À là em xíu đi, chút xíu em lên áo giấy cho. Đây nha, khoác đốm cho em, khoác đốm. Size số 1 là 55kg về giúp em. Khoác đốm cho em, chị nào mua khoác đốm rồi là biết chất rồi đó. Đây nha mấy chị ơi, hai túi ngoài và hai túi trong cho em. Dạ, áo giấy có 60-65kg nữa chị, đợi em chút nha. Lên cho em phát đốm 100.000, size số 1 là 52-53kg về mặt size số 1, size số 2 là 57-58, size số 3 là 62-65kg. Lên cho em phát đốm nha mọi người. Đây là size số 1 nha em. Đây là size số 1. Size số 1 này là form 52-53kg về mặt size số 1 cho em. Em bán cho mấy chị là bữa nay em sale luôn 100.000 con. Khoác này em đang bán 120, bữa nay em xả 100. Đây em có màu hồng ruốc nè, màu tím nè, màu này là màu xám đen cho em, màu xanh dương, màu xanh ngọc, màu xanh đậu cũng được. Mỗi một màu nó có 3 size nha mọi người, 1X, 2X và 3X, 100.000. Đây màu xanh ngọc nè, màu xanh dương, màu xám đen, màu tím và màu hồng ruốc em mặc. Mỗi một màu nó sẽ có đủ 3 size, chị nào lấy size nhiêu ký comment em lấy cho mấy chị size. 100.000 một cái. Chị nào lấy đốm comment cho em 100.000. Bữa nay là xả sạch nhà luôn rồi đó. Hàng này em đang bán 120 nha mấy chị, xỉ là 101 đó. Bây giờ xả luôn 100.000 nghỉ luôn. Cho mấy chị mua về bọc. Áo này mấy chị đi ngoài nắng cực kỳ im luôn, mát. Mát dữ lắm luôn nha mấy bà. Đó. Size này size 1X giùm em nha. Năm mươi ký là mặt size số 1 nè em. Sale 100.000, sale đúng 100.000 cho mấy chị luôn. Xanh ngọc cho Kim Thi nè. Phát đớn nhà em là em bán bao giá cho mấy chị luôn, khỏi mất công mấy chị hỏi sỉ lẻ gì, bán rẻ sạch sàng luôn á. Ai lấy đớn nó comment cho em nha, 100. Hồng cho chị Nguyễn Bé. Chị Nguyễn Bé lấy size nhiêu ký nha chị, lấy size nhiêu ký comment giùm em, đủ màu nha mấy chị ơi. Lấy size nhiêu ký chế đẹp ơi, có 3 size lận. Ok chị, dạ áo phông giấy 52kg vừa chị ơi. Cái áo chị mới lấy là 55kg đổ về đó. Hồng số 1 cho chị Nguyễn Bé nè. Khoác đốm này chỉ có mình em bán mấy chị 100.000 thôi, cho nên mấy chị cứ mua đi, lựa đi. Mua cho khác là phải 150 đó, 140-150 đó, 135 á. Em bao giá cho mấy chị mặc mà. Rồi lên cho em con áo giấy 29.000. Comment cho em xanh riêu nè. Form này mấy chị tới 60kg mặc vẫn vừa luôn. Nói chung là nói giấy là nó có cái chất của nó là siêu giãn cho em, mà mấy chị giặt không có bị rút nè. Form này 60kg đổ về mà mấy chị từ 45kg cho lên 60kg đều mặc được. Em sale cho mấy
mấy chị 29.000. Đây. Xanh riêu nè, coi cái chất nè. Cái chất khung giấy thì mấy chị biết rồi. Mát mịn nhẹ nhàng cho em. Đó, xanh riêu. Xanh đậu 2 ít ok em. Đây. Đó. Ai lấy giấy xanh riêu comment bữa nay em xả 29.000. Mấy chị mặc con này ở nhà cực kỳ mát luôn. Mặc cực kỳ mát luôn, xanh riêu. Mát lắm, mát cực kỳ ha. Mát cực kỳ luôn. Xanh đậu. Áo này mát như không mát, mát như không mặc luôn. Áo lấy xanh riêu, comment xanh riêu cho em nha mọi người, xanh riêu. Rồi màu hồng ruốc giùm em 29.000, bữa nay em xả nha 29.000. Hồng ruốc nè. Mát lắm mấy chị, con giấy này mát cực kỳ, 29.000 cho em. Chị nào lấy hồng ruốc comment cho em hồng ruốc. Nhiều màu nha mọi người, nhiều màu, màu vàng. Màu vàng này sắc nách nè mấy bà. Trời ơi sắc nách luôn, mặc bao mát luôn, sắc nách sắc nách. Ai lấy vàng sắc nách comment cho em. Chị coi lại gì chị? Chị Thu Hà lấy thị coi lại gì chứ? Về cái chị Thùy Linh nè, áo này là hàng Quảng Châu mấy chị ơi, Việt Nam mình không có áo này nha. Vàng sắc nách. Rồi màu đỏ cho em. Trời ơi mát cực kỳ luôn, đỏ sắc nách luôn. 29.000 cho em đỏ sắc nách. Ừ. Đó bà Linh Mỹ bà mua rồi đó mấy chị. Bà đang bầu bì đó. Comment cho em đỏ sắc nách. Áo giấy, áo giấy. Hai mươi chín ngàn cho em đỏ với chị Thùy Linh nè. Có bộ pyjama mango, mango có chị ơi. Đây màu hồng mấy chị ơi, màu hồng ruốc nè. Hồng ruốc đây là áo có tay nha, hồng ruốc 29.000 áo giấy. Mặc thoải mái lắm. Mặc rất là thoải mái luôn. Dạ dạ ok chị. Chị Thu Hà lấy áo giấy này mặc nè, mát lắm bà ơi. Mát cực kỳ mát luôn. Rồi màu tím mấy chị ơi, có tay và sắc nách luôn nha. Màu tím, màu tím. 29.000 cho em áo giấy. Màu tím. Màu nâu còn cái nè. Rồi, đó em còn có miếng áo giấy này đó. Đây màu nâu nè. 29.000 cho em màu nâu. Dạ 60kg vừa chị ơi, mặc đẹp lắm. 29.000 thôi. Chị Thùy Linh màu tím nè. Nâu cho chị Thùy Linh luôn nè, 29.000. Trời ơi con này mặc mát lắm. Nâu tím, còn tím nha Hằng Phạm. Chị Hằng Phạm còn tím nha, hết nâu rồi. Hằng Phạm 29 nè. Hồng ruốc có tay ok chị Thanh Hà Lê Thị nè. Thanh Hà Lê Thị hồng ruốc có tay nè. 29.000 nè. Nâu. Mây trắng ơi, nâu còn mẫu này được không mây trắng? Nâu còn mẫu này được không mây trắng ơi? Nâu mẫu kia hết rồi, nâu còn mẫu cô gái này được không? Ủa lộn mà không.
hồng ruốc lộn lộn nâu hết rồi, còn màu hồng ruốc nè. Hồng ruốc còn hai cái tím hết luôn rồi. Hồng ruốc này còn hai cái hồng ruốc. Cho chị một cái xanh riêu với một cái hồng ruốc nha chị Nguyễn Ngọc. Nâu tím hết rồi em ơi. Còn một cái hồng ruốc. Một cái hồng ruốc, một cái xanh riêu với một cái vàng sắc nách. Hồng ruốc, xanh riêu với vàng sắc nách. Áo này mấy chị 60kg mặc thoải mái luôn. Mình là 45kg mặc cũng thoải mái luôn. Rồi còn 3 màu nha. Hồng ruốc, xanh riêu với lại một cái vàng sắc nách. Áo giấy 29.000. 29.000. Rồi chuẩn bị sale qua áo Thái luôn. Được nước làm tới luôn. Sale áo Thái. Ê còn 2 cục áo nam kìa. Đó còn mấy cái đó. Chứ nào có lấy thì lấy giùm em luôn. Nâu tím hết rồi nha Thảo Phương ơi. Su Su ơi về chưa? Hay quá ta. Hay quá vậy ta. Em còn đây cục áo Thái nè, để em xả tặng cho mấy chị về mặc nè. Cô cha bộ à. Áo Thái nè. Hồng cho chị Cao Thúy 29.000. Chị Cao Thúy ơi, để em like sao em nhắn tin em nói cho chị nghe cái vụ này. Na có like quần u mì. Coi u mì hả? U mì ngày nào cũng like rồi. Giờ coi tiếp u mì hả? Chị Cao Thúy tí xíu tắt like em nói cho chị nghe này. Chị đừng có like em. 29. Rồi lên cho em con áo Thái này đi. Em sale cho mấy chị áo Thái về mặt nè. Bây giờ mua áo Thái trước đi, tí xíu mua quần. Lên cho em một con phơm Thái lẫn 35.000. Lên cho em bò sữa. Bò cho em bò 25.000. À lộn 35.000. Bò Thái cho em 35.000. Thái này em đang bán 55 á, giờ sale 35 cho mấy chị luôn á. Lên cho em con bò 35.000. Bò cho em áo Thái nha, 52kg về phơm lẫn nha, 35.000. Rồi comment cho em con này là con, con này có tai thỏ, con thỏ đi. Con thỏ cho em, con thỏ cho em 35.000, con thỏ. Con thỏ 35.000, con thỏ cho em. Chị biết xong, hồi sáng chị nhắn tin cho em trả lời chị xong, cái em đi qua bên nhà em nấu cơm xong, cái em tới chừng em qua em đóng hàng, cái em quên em đóng, cái em gửi đi luôn rồi. Thông cảm nha, em quên nha chị. Có gì đơn sau rồi chị em tính lại cho chị nha. Bò cho Dương Yến nè. Sorry chị nhiều nhắn tin rồi đó, mà em nói với chị chích mới có 3 mũi mà em bị mất trí nhớ gì đó. 55kg được em ơi. Rồi lên cho em con thỏ nâu nè, 55kg được, 35.000 thỏ nâu. Nguyễn Thị Ngọc Như, Ngọc Như này mua hàng bên chị chưa cơm? Rồi lên cho em sọc, 55kg về sọc, 35.000 sọc. Mấy chị lụm con áo Thái này đi, em đang sale có 35 nha. Sọc cho em, sọc 55kg về. Comment sọc cho em 35.000. Ừ tí xíu rồi chị like u mì cho Ngọc Mướt ơi, tí xíu nha. Nâu cho Lưu Kim Phụng nè, tí xíu chị like cho. Để chị xả cục này cái 35. Áo Thái này 55 á, giờ sale 35 á. Ai lấy sọc comment sọc có 55kg luôn. Rồi lên cho em màu đen. Màu đen này form 55-56kg. Màu đen này 45.000. Màu đen cho em 45.000. Màu đen. Ai lấy đen comment đen cho em 45.000 đen. À Ngọc Như chung với chị hả? Dạ rồi. Chết cha em không có chốt rồi. Ngọc Như ơi, lựa qua màu khác giùm em nha Ngọc Như. Ngọc Như lựa qua màu khác giùm em đi nha.
đen cho Hằng Phạm nè, đen 45 cho Hằng Phạm. Hết rồi chị Yến ơi. Dạ dạ, lựa qua khác giùm em nha chị, em tưởng chị khách mới. Rồi comment cho em, trời ơi Thái đẹp lắm mấy chị ơi, Thái đẹp tuyệt vời luôn, lên cho em màu xanh 55kg về xanh. Sọc cho chị Nguyễn Quanh nè, sọc này là 35. Rồi comment cho em xanh đi mấy chị ơi, xanh 45.000, 55kg về xanh cho em. Con xanh này mấy chị mặc dưới quần riêng này, chân váy tí xíu em xả quần đùi cho mấy chị mua về bận. Comment cho em xanh, xanh 45. Rồi comment cho em màu trắng 55kg về, comment trắng cho em áo Thái này 45.000 mấy chị ơi. Trắng, trắng đen 45, trắng đen. Mấy form này là hàng 55 á. Trắng đen cho em. Rồi lên cho em một con xanh đậu. Xanh đậu, xanh đậu cho em. Xanh đậu. Trắng cái gì Cao Thúy nè, mà cậu hai chém thiếu một. Xanh đậu cho chị Hằng Phạm nè, Hằng Phạm lấy xanh đậu phải không chị? Rồi lên cho em màu cam mấy bà ơi. Ôi cha, màu cam này áo bé rồi mấy chị ơi. Mấy chị lên cho em một con áo bé Thái tay dài đi, 30-45kg. Lên cho em con Thái bé tay dài, Thái bé, Thái bé tay dài cho em. Dạ xanh đậu khó thì chị Ngọc Như ơi, đợi xíu em lấy áo Thái qua xem cho. Lên cho em một con áo Thái bé tay dài 30-45kg, 45.000 luôn. Thái bé tay dài giùm em. Rồi ba lỗ Quảng Châu ở đây còn cục. Cái áo Thái này su đen quá, su mặc cái màu cam không được, chứ phải su trắng trắng mẹ lấy cho su mặc cái này rồi. Bé cho chị Hằng Phạm nè, áo Thái bé, bao đẹp luôn, 45.000, tay dài luôn. Con em da nó hơi ngâm chứ da nó trắng như người ta là mặc, lấy mặc rồi. Rồi lên cho em bô rip xịn mấy chị ơi. Bô rip Thái, bô rip Quảng Châu xịn cho em 55.000 nè. Con này chị nào mua bên em rồi biết là 55.000. Chị nào lấy đỏ comment đỏ cho em. Comment cho em đỏ 55.000 bô rip xịn luôn, giải cực kỳ sướng luôn. Ai lấy đỏ comment đỏ 55.000. Trời ơi cái chất, cái chất áo Quảng Châu này em nói mấy chị, cái chất nó đỉnh của đỉnh luôn nha. Rồi 60-62kg về tay dài cho em luôn. Comment cho em màu vàng nha mọi người. 60-62kg về màu vàng cho em nè, vàng tay dài nè. Sale cho mấy chị luôn 49.000 màu vàng. Giá này giá em sale tặng luôn màu vàng 49.000 thôi. Vàng cho em 60kg về 49.000. Cái này mấy chị mặc là sung sướng luôn, vải đẹp mê luôn. Rồi lên cho em màu hồng ruốc. Màu hồng ruốc cho em 49.000 luôn, 60kg về. Comment cho em màu ruốc 49.000 thôi. Sale sập nhà luôn. Vàng cái chị Dương Yến nè. Comment cho em màu hồng ruốc, hàng Quảng Châu mới chơi, vải đẹp lắm luôn. Rồi chị nào lấy màu cam comment màu cam cho em. Đó 60-62kg về. Form to xịn sò luôn, màu cam, màu cam. Tay dài Quảng Châu chất vải cực kỳ đỉnh luôn, 49.000 thôi, màu cam. Bữa hả mấy bà mua được áo này hỏi hoài luôn nè. Vàng hết rồi. Dạ em còn màu ruốc với màu cam mà mấy tình yêu ơi, còn màu ruốc với màu cam thôi. Cái phơm bự này còn màu ruốc với màu cam nha, phơm 60kg á. Rồi lên cho em một con gấu đá 60kg luôn, 49.000 cho em, hàng Quảng Châu mấy chị, chất siêu đỉnh luôn. Lên cho em một con gấu cam
80kg về gấu cam 49.000 gấu cam. Cam nào vậy bà? Cam này phải không? Gấu cam ok chị. Áo này em bán 55 á, nay em sale 49 á. Rồi em còn cái trắng sắc nách nè. Trắng sắc nách cho em 45.000. Bữa hả mai mua áo này về mặc là ghiền luôn. Comment cho em sắc nách 45.000 cho em sắc nách trắng. 55kg về sắc nách trắng cho em 45.000 sắc nách trắng. Rồi rồi biết rồi chị ơi. Sắc nách trắng cho em 45.000. Trắng sắc nách cho chị Dương Yến nè, xe 45 nè. 45 hết rồi Linh Nguyễn ơi, 45 còn màu à. Bữa nay chị nào nhận cái lô áo này rồi biết nè. À 45 còn màu trắng nè. Ủa. Còn màu trắng với màu đen. Sắc nách trắng còn 5 cái. Nè mấy chị. Đẹp cực kỳ luôn. Áo này áo tha, áo Thái mấy chị, áo Quảng Châu mà chất siêu mát luôn. Siêu đỉnh cho mấy chị luôn, 45.000 mặc đã lắm luôn. Chị Dân Phạm, chị Dân Phan ơi, số điện thoại địa chỉ giùm em chị ơi. Cái này cho chị Linh Nguyễn một cái nè, 45.000 giá sale nè. Ai mua được con áo này rồi biết chất rồi đó. Cho chị Ngọc Như một cái nè. Khách mới lên số điện thoại giùm em mấy chị, hoặc là inbox qua giùm em. Ngọc Như chung với chị, chung với chị gì em quên rồi, chị gì ta, chung với chị Cao Thúy. Trắng cho chị Trân Lê nè, chị Trân Lê để em kết bạn Zalo để em chốt đơn nha chị. 0789759256 45 Trân Lê. Chị nào inbox được thì inbox qua Messenger giùm em nha mọi người. Rồi màu đen y như vậy luôn, màu đen mấy chị ơi. Sắc nách y như vậy luôn, màu đen cho em. May trắng 45 mặc siêu mát luôn. Ok chị Dân Phan, chị lấy cho chị Dân Phan cái màu trắng nha. Chị Dân Phan nè. 45 nè. Rồi chế nào lấy nữa comment trắng đen giùm em. Rồi em còn trắng đen nha. 45.000 đen. Ây cha ơi chị ơi, cái này 55kg về hả? Ây cha, cái này 55kg về chị ơi, không có tới 65 đâu. Con áo sắc nách Quảng Châu cho em. 55kg về thôi, 45.000. Dạ dạ đúng rồi chị Hằng ơi. Chế ơi. Linh Nguyễn nè. 45 nè. À, đẹp lắm. Đen cho chị Cao Thúy nè. Chị em lấy của chị lại nha. Chị không có vừa đâu. Cái này em báo là size nhỏ. Em báo là size 55kg. Dân Phan đâu rồi? Đây. Cái này 55kg chị ơi. Em lấy của chị Dân Phan lại rồi nha. Vậy là em còn hai cái màu trắng nha mọi người. Em còn hai cái màu trắng nha, 45.000. Chị nào chưa mua được mua màu trắng giùm em đi. Cái này em có cái màu đỏ em hay mặc like cho mấy chị đó. Trời ơi em phái mặc lắm ở nhà, em mặc con này hoài luôn. Hai cái áo mà em thay qua thay lại nó muốn nhầu luôn á. Tại vì mặc lên nó rất là mát mấy chị. Mà cái con này là con hàng Quảng Châu cho em mọi người. Mấy chị coi phía sau nè. Phía sau của nó là mặt chữ nha. Phía sau của nó là mặt
chữ vậy nè. Đẹp lắm, 45.000, chắc vải mát lạnh luôn. Em ơi chế ơi, em còn hai con màu trắng thôi. 45, 55 ký ok chị. Chị Hằng ơi, chị Hằng mặc vừa áo này nè chị Hằng. Áo này đẹp lắm chế ơi, phơm to vải đẹp lắm nè. Chị Nhã Thi in, Nhã Thi nè, inbox số này thì chỉ qua tin nhắn Messenger giùm em nha chị Nhã Thi. Inbox qua giùm em để mai em chốt đơn nha. Bộ treo 85.000 chị, 60kg về em đang sale 85.000 á. Nè chị, mấy chị nào 60-62kg lấy con áo này mặc cho em, vải cực kỳ xịn luôn. 49.000, 49.000 cho em form 60 đổ về. Em bao cho mấy chị cái chất luôn. Trời ơi, hàng Quảng Châu xịn cực kỳ luôn. Áo này mấy chị mua ngoài mà không trăm mấy em mới sợ luôn. Lên cho em màu hồng ruốc. Cái này nhiều chị ngại mặc tay dài thì mấy bà xoắn lên thôi. Tại vì con áo này nó là tay dài rồi. Màu hồng ruốc với lại màu cam, màu gạch cho em. 49.000 con này rất là xịn luôn. Đó, hai con này đều tay dài hết nha. 49.000 cho em. Rồi bà nào lấy thì lấy. Rồi 55kg về em còn 3 cái áo Quảng Châu màu vàng nè. Vải mát lạnh luôn, 45.000 nè. 45.000 cho em màu vàng. 55kg về còn đúng 3 con luôn màu vàng cho em. Ai lấy vàng comment vàng 45.000. 55kg về màu vàng cho em còn 3 con cuối cùng xả luôn cho mấy bà. Hồng rút cho chị nè. Em định chiều nay em ra chị mà trong em đang mưa quá trời rồi. Ôi, ghi lộn bà 45 rồi. Ai lấy vàng comment cho em nha, 55kg về màu vàng 45.000 đi. Rồi lên cho em con hái xịn nè, con này 65.000 nè. Con hái xịn 65.000 cho em. Con hái xịn cho em nha, 65.000 bây giờ xả luôn 55.000. Cổ trụ cho em comment cho em màu trắng 55.000. Áo vàng 45. Áo vàng này 45.000 à Linh Nguyễn ơi. 45.000 nha. 45.000 áo vàng 45. Vàng cho Linh Nguyễn nè. Vàng cho chị Ngọc Như nè. Áo này mấy bà mặc bao sướng luôn. Trắng 55 cho em, hái này là hái 65 á, giờ sale 55 nè. 55kg về cho em hái xịn luôn, 55.000 đi. Trắng 55 cho Hằng Phạm nè, vải đẹp lắm luôn. Thái này thái 65 á mấy chị. Ai mua thái 65 rồi biết, giờ sale 55 á. Cho chị Thùy Linh một con 55kg vừa chứ áo cổ trụ thái. 55.000 cổ trụ thái giùm em. Rồi comment cho em trắng số 2. Ai lấy mẫu này thì comment số 2 cho em. Cổ trụ thái nè mấy chị nhớ không? Cái mạc này là hàng thái 65 nè, thái xịn luôn. Đó mấy chị để ý cái mạc giùm em 65.000 á. Comment cho em trắng số 2. Bây giờ sale 55 luôn, 55kg về. Ai lấy cái đó comment trắng số 2. Rồi con này trắng rất tốt rồi. Trắng số 2 cho chị Thùy, cho chị Dương Yến. Dương Yến trước rồi chị ơi, Dương Yến nè. Dương Yến 55.000 nè. Rồi con trắng rất tốt mấy bà ơi. Ai mặc được rất tốt thì lấy con trắng này form lửng cho em nha. Trắng này trắng phơm lửng 50kg về, trắng phơm lửng. Không, 70kg mặt này không vừa đâu tình yêu ơi. Trắng rất tốt cho em. Trời ơi, thái này chất, chất thái này mấy chị à.
100.000 trăm mốt cái nha. Tại vì á, em là chùm bán cái áo thái này, em thấy mấy đứa kia bán 100.000 không đó. Trắng lẫn hết rồi, còn cái màu đen nè. Xinh quá trời luôn, 55.000 đen đen. Ai lấy đen comment đen cho em đi. Cái mặt này mấy chị ơi, màu đen cho em. Màu đen cho em, màu đen 55.000 màu đen. Màu đen 55.000 có đầm dây không? Có luôn. Lên cho em đen phơm lửng nè, đen. Đen phơm lửng cho em. Đen cho chị Dương Yến nè. 55. U mì bây giờ em còn u mì sọc không à nha mấy chị ơi. U mì màu chắc vài bữa nữa mới có, 2-3 bữa nữa. Đây nè, em còn một cái bô rip nè. Bô rip xịn luôn, 55.000, 55kg về bô rip. Ai lấy đỏ comment đỏ cho em đi, đỏ này 55.000 thôi. Đỏ này 55.000 giùm em đỏ. Đỏ 55.000 giùm em. Bữa nay là ngày hội sale áo thái cho mấy bà. Em còn một cục thái xịn, bữa nay xả 55 cho mấy chị nha. Đáng lẽ là hàng này là 65 á, bây giờ em sale cho mấy chị 55 luôn. Đây mạc này nè. Form này là form thái vừa cho em, là thái 55kg về. Đây, chị nào lấy đỏ comment đỏ cho em. Đỏ cho Linh Nguyễn nè, đỏ vô rip cho Linh Nguyễn bé nè. 55.000. Chị nào lấy con thái đỏ comment cho em thái đỏ 55kg về. Con này là hàng 65, chị nào mua quen bên em sẽ biết. Bây giờ em sale 55 luôn. Lên cho em đỏ 55.000. Còn cục thái xịn đây nè. Rồi comment cho em màu hồng. Màu hồng cho em nha, hồng phấn 55.000 cho em. Áo này mấy chị mua về, mấy chị nhìn cái chất là biết liền luôn. Rồi lên cho em màu gạch. Đây màu gạch này phom rộng 60kg màu gạch nè. Màu gạch này phom rộng 60kg cho em 55 luôn đi. Xả luôn cho rồi. Hồng với chị Hằng Phạm nè. Em bán mấy chị áo từ xưa giờ chưa bao giờ chế nào thất vọng. Chị nào nhận hàng xong cũng nhắn tin trời Ngọc ơi áo thái đẹp quá, đẹp luôn. Giá rất là rẻ luôn. Lên cho em màu gạch. Màu gạch này là size rộng cho em nha, size 60kg đó, màu gạch, màu gạch. Màu gạch phong rộng cho em cũng xả 55 luôn. Màu gạch cũng xả 55 luôn. Chị nghe nè. Nghe nè. Rồi đợi chị xíu nha, đang trên live nữa. Rồi. Ôi lấy hàng giờ này không. Đang like ngon lành. Comment cho em màu cam đất mấy chị ơi. Em còn vài cục thái phong rộng nè, cam đất. Thôi áo thái này em không sale đâu mấy chị ơi. Thái này hàng 65 của em nha. Thái này hàng 65 em không có sale được mấy chị ơi. Thái này giờ đang không có hàng bán. Có quần ngố mấy bà ơi, mà bây giờ em mắc đi lấy hàng rồi mấy chị ơi. Đợi em tí xíu được không? Em đem hàng ra cái khoảng 20 phút nữa em like lại nha. Mấy chị nghỉ ngơi đi, 20 phút nữa em lên lại cho. Nha mọi người. Thiệt tình luôn, kiểu này chắc không được rồi. Có quần ngố luôn, quần ngố, quần u mì. Mấy chị đợi em xíu nha, 20 phút nữa em lên like lại nha. Em ra em lấy hàng vô cái đó. Mấy chị nghỉ ngơi tí xíu đi, 20 phút nữa em lên. Bây giờ là 3 giờ rồi, 3 giờ 20 em sẽ like nữa. 3 giờ gạch cho chị Ngọc Mai cái nè. 55.000 giá này thôi, em không sale đâu. Tháng này em bán lỗ lắm. Vàng với cam. Trời ơi. Vàng với cam. Em mới like màu cam đất đúng không?
Em sale 55 ngàn là em lỗ lắm luôn á chị ơi. Áo này vải đẹp lắm. Rồi 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 em like tới đây tới nha mấy chị. Rồi đợi em tí xíu đi nha mọi người. Em chạy ra em lấy hàng vô cái rồi em like tiếp với mấy chị nha. Mấy chị nghỉ ngơi đi 20 phút nữa em like lại. Nha bye bye mấy chị nha. 20 phút nữa lên nha mọi người.